gia đình mình vui bất thình lình những tập gần đây chìm trong nước mắt của Danh và Trâm Anh. Điều này khiến không chỉ các nhân vật đau lòng mà các đồng nghiệp của Thanh Sơn, Khả Ngân cùng cư dân mạng cũng bị cuốn theo bình luận không ngớt. Trong gia đình mình vui bất thình lình, Trâm Anh kể lại chuyện quá khứ với Danh nhưng Danh vẫn cố chấp, chất vấn ngược lại vợ. Mặc kệ những lời giải thích của Trâm Anh, Danh vẫn không chấp nhận. Không thể tìm được tiếng nói chung với người chồng mình hết mực yêu thương, Trâm Anh chủ động đề nghị cả hai hãy dừng lại để cùng suy nghĩ xem có thể nào bước tiếp cùng nhau được nữa không. Danh chấp nhận đề nghị của Trâm Anh. Giây phút cặp đôi trẻ phải nói lời chia tay, cả hai đều đau khổ tới mức không cầm được nước mắt. Dù biết rằng Danh cũng đau khổ, nhưng cư dân mạng đa số đều không chấp nhận được hành động quá quắt, trẻ con của anh. Nhất là việc Danh uống say rồi về làm tổn thương Trâm Anh bằng những câu nói sắc như dao. Bị Danh xúc phạm, Trâm Anh không kiềm chế được mà tát chồng một cái đau điếng. Danh vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp tục, sao lại tát anh, sao lại tát, sao phải tát, em có tát nó như thế không, em ngủ với nó mà. Đoạn phim đầy nước mắt đã thu hút về hơn 2 triệu lượt xem và hơn 1,5 ngàn bình luận. Đa số khán giả đều công nhận rằng câu nói "anh không biết mình lấy ai về làm vợ luôn ấy" là câu nói xúc phạm và gây tổn thương nhất màn ảnh. Hóa ra, sau tất cả yêu thương, Danh lại chỉ thấy Trâm Anh giả tạo khiến anh không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô. Về phía diễn viên Khả Ngân, sau khi tập 40 phát sóng, cô đã đăng tải hình ảnh Trâm Anh với hàng nước mắt lăn dài lên trang cá nhân và viết: "Một mối quan hệ tốt đẹp không phải tự nhiên mà có. Nó cần thời gian, sự kiên nhẫn và hai người thật sự muốn ở bên nhau." Ngay lập tức, tình địch cũ của Khả Ngân trong bộ phim 11 tháng 5 ngày Huyền Trang, MC Mù Tạt đã dí dỏm viết: "Thà em nhường anh ấy cho chị từ 11 tháng 5 ngày thì nào đâu có cơ sự này." Tình địch cũ của Thanh Sơn ở phim 11 tháng 5 ngày cũng không chịu kém cạnh. Diễn viên Bình An bình luận đầy ẩn ý: "Mất bao nhiêu công sức, Khả Ngân liền vào làm nũng, giờ tính sao cậu ơi?" Tương tác của các diễn viên khiến khán giả nhớ tới mối quan hệ tay Tư Trí, Nhi, Đăng, Trang đầy thú vị ở 11 tháng 5 ngày. Nhiều người đòi triệu hồi Bình An về cho Thanh Sơn một trận cho tỉnh ngộ, đồng thời ủng hộ Đăng Trang, MC Huyền Trang thành một đôi để cho Đăng tiếp tục phải chịu khổ trước cô gái trà xanh ghê gớm này. Cư dân mạng đùa rằng Đăng phải chịu khổ để trả giá cho lỗi lầm khi chuyển kiếp thành Danh. Một số khán giả khác thì hòm hình bình luận rằng cặp đôi Danh Trâm Anh nợ thầy bói một lời xin lỗi. Vì đúng như lời thầy bói phán thì cả hai không hợp tuổi. Nếu kết hôn thì một trong hai người sẽ đoản mệnh, làm ăn lụi bại, vạn điều đều xui xẻo. Dù chưa nguy hiểm tới tính mạng nhưng đúng là cuộc hôn nhân đang xui xẻo, lao đao, đang đứng trước bờ vực. Nếu lúc đó Trâm Anh và Danh chịu làm lễ theo lời thầy bói thì liệu có thay đổi được số mệnh không? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.